Himako, khi đó là công chúa Nhật Bản, tuyên bố đính hôn với bạn học cũ Kei Komuro vào năm 2017. Cô ấy nói rằng anh ấy đã chiếm được trái tim cô ấy bằng nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Hai người đã gặp nhau 5 năm trước khi cả hai còn là sinh viên đại học và chia sẻ kế hoạch tổ chức đám cưới vào năm sau. Điều đó có nghĩa là công chúa sẽ trở thành một công dân bình thường. Vì các thành viên nữ trong gia đình hoàng gia từ bỏ địa vị hoàng gia của họ khi kết hôn với một thường dân. Nụ cười của họ đã chiến thắng một đất nước nơi gia đình hoàng gia được xem xét kỹ lưỡng và các thành viên của nó được kỳ vọng là người bảo vệ truyền thống. Các phương tiện truyền thông đưa tin dữ dội hầu hết là tích cực. Nhưng điều đó nhanh chóng thay đổi. 2 tháng sau, các báo cáo đầu tiên xuất hiện về một cuộc tranh chấp tiền bạc được cho là giữa mẹ của ông Komuro và vị hôn phu cũ của bà, người cho rằng mẹ và con trai đã không trả được nợ cho anh ta. Một số người đặt câu hỏi liệu ông Komuro có thể gặp khó khăn về tài chính trong tương lai hay không? Nhận thức của công chúng xấu đi. Với lời giải thích chính thức rằng cặp đôi cần thêm thời gian để thu xếp buổi lễ, đám cưới của họ cuối cùng đã bị hoãn lại. Cựu công chúa, hiện được gọi là Mako Komuro, là con đầu lòng của em trai hoàng đế hiện tại, hoàng tử Akishino, và vợ của ông, công chúa Kiko. Sinh ngày 23 tháng 10 năm 1991. Ban đầu cô theo truyền thống hoàng gia và theo học tại trường Gakusun ưu tú, nơi các thành viên của gia đình hoàng gia thường theo học. Nhưng cô ấy đã phá vỡ phong tục bằng cách rời khỏi trường để học đại học. Cô Mako theo học Đại học Cơ đốc giáo quốc tế Tokyo, nơi cô nghiên cứu nghệ thuật và di sản văn hóa. Và đã dành 1 năm tại Đại học Edinburgh. Sau đó, cô lấy bằng thạc sĩ tại Đại học Leicester, một trải nghiệm mà cô nói là tuyệt vời. Những người thân cận với cô Mako mô tả cô là một phụ nữ độc lập và thân thiện, người đã theo đuổi sự nghiệp trong khi thực hiện các nhiệm vụ của hoàng gia. Một hồ sơ của hãng thông tấn Kyodo của Nhật Bản cho biết, lần đầu tiên cô gặp anh Komuro, người cũng sinh năm 1991 tại một cuộc họp của các sinh viên dự định ra nước ngoài vào năm 2012. Nguồn gốc khiêm tốn của anh có nghĩa là các tờ báo lá cải đã dành nhiều thời gian để bới móc gia đình anh. Giữa vụ bê bối vào năm 2018, anh chuyển đến New York để theo học luật tại Đại học Fordham. Và cặp đôi được cho là vẫn giữ liên lạc qua Internet. Anh ấy chỉ mới trở lại Nhật Bản vào tháng 9 năm ngoái, một sự trở lại không gây tranh cãi. Ông Komuro ăn mặc giản dị và buộc tóc đuôi ngựa. Điều này đối với nhiều người là một bằng chứng khác cho thấy ông không phù hợp để kết hôn với công chúa thời bấy giờ. Cuối cùng, vào tháng 10, cặp đôi kết hôn. Cô Mako đã bỏ qua các nghi thức thông thường liên quan đến đám cưới hoàng gia và từ chối khoản thanh toán truyền thống khoảng 1,3 triệu đô la 940.000 bảng Anh cho một thành viên nữ của gia đình hoàng gia khi họ rời khỏi gia đình. Đó là một sự phá vỡ khác so với truyền thống, vì cô Mako trở thành người phụ nữ đầu tiên làm như vậy. Các câu hỏi về tài chính của ông Komuro vẫn còn. Mặc dù ông nói rằng số tiền ở trung tâm của các báo cáo khoảng 35.000 đô la là một món quà, không phải là một khoản vay mà là ông sẽ thanh toán. Ít nhất một cuộc phản đối đã được tổ chức vào ngày cưới của họ, trong đó có các tấm biển nói, hãy bảo vệ gia đình của chúng tôi, và hoàng gia là linh hồn của Nhật Bản. Báo chí đưa tin quá mức cũng như các cuộc tấn công không ngừng trên mạng xã hội đã ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của cô Mako, và cô hiện đang mắc chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương. Theo cơ quan hộ gia đình hoàng gia, tại một cuộc họp báo cùng với người chồng mới sau đám cưới không mấy suôn sẻ của họ, bà Mako cho biết những báo cáo không chính xác về ông Komuro đã khiến bà vô cùng sợ hãi, căng thẳng và buồn bã. Kei là không thể thay thế đối với tôi, cô nói. Đối với chúng tôi, hôn nhân là một lựa chọn cần thiết để sống trong khi trân trọng trái tim của chúng tôi. Anh Komuro, người đã cắt tóc đuôi ngựa trước đám cưới, thề sẽ bảo vệ và ủng hộ vợ mình. Tôi yêu Mako, anh nói. Tôi muốn dành cả cuộc đời duy nhất mà tôi có với người tôi yêu.
cặp đôi dự kiến sẽ chuyển đến Mỹ, nơi ông Komuro làm luật sư. Động thái này đã thu hút sự so sánh với Hoàng gia Anh Meghan Markle và Hoàng tử Harry, khiến cặp đôi mới cưới có biệt danh Harry và Meghan của Nhật Bản. Theo hãng tin Reuters, bà Markle dự kiến sẽ ở lại Tokyo một thời gian để chuẩn bị cho việc di chuyển. Điều này bao gồm việc xin hộ chiếu đầu tiên trong đời của cô ấy. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.